Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái thiết bị hiệu chuẩn bàn máp của hãng Metrology, model là BLA-9002, hàng được sản xuất tại nhà máy Tây Quan. Cái loại BLA-9002 này thì mình dùng để hiệu chuẩn cho những cái bàn máp có kích thước từ 550 đến 1100 ha, 1100 mm. Cái bước của nó là 100 mm ha, cái step dùng để hiệu chuẩn cái độ phẳng của cái bàn máp ha. Đây, như chúng ta thấy thì mở hộp ra thì chúng ta thấy là có cái giấy hiệu chuẩn xuất xưởng của hãng ha, rồi cái giấy inspection certificate nè, đây cái giấy trắng nè, cái giấy màu trắng ha, là cái giấy hiệu chuẩn ha, hiệu chuẩn xuất xưởng đây. Report of calibration ha, calibration piezo. Cái giấy này là cái giấy bảo hành ha, cũng là giấy cái chứng chỉ đó thôi, cái chứng chỉ hiệu chuẩn đó thôi. Cái này là cái đồ này để chúng ta vặn cái đồng hồ so thôi ha. Cái bàn máp thì của cái thiết bị thì nó như thế này, 9002 đây. Này nó có cái tay cầm ha, trong này chúng ta gắn cái đồng hồ so phần ngang nha. Đây là cái đế kiểm tra ha. Khi chúng ta kiểm tra thì chúng ta áp cái bề mặt này xuống và đo kiểm tra cái độ phẳng của bàn máp theo hướng hình chéo, hình chữ nhật và chiều ngang và chiều dọc của bàn máp ha. Cái độ sai số của nó là khoảng 0.004 mm, tức là khoảng 4 micron ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.